Ngày 24 tháng 11 tại thành phố Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung tâm tiếng Việt AVO đã kỷ niệm 10 năm thành lập với sự tham dự của giáo viên, phụ huynh cùng nhiều bà con người Việt và bạn bè Đức. Chủ nhiệm Trung tâm tiếng Việt AVO bằng tình yêu với trẻ nhỏ và mong ước giúp thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Đức hiểu về văn hóa Việt để không quên tiếng mẹ đẻ, không quên nguồn cội, đã thành lập Trung tâm tiếng Việt AVO. 10 năm kể từ khi thành lập, rất nhiều em nhỏ các lứa tuổi từ các lớp tiếng Việt tại trung tâm này đã biết đọc, biết viết thư cho ông bà, bố mẹ. Không chỉ dạy tiếng Việt, cô giáo Thu Loan còn dạy các em nhỏ học múa, học hát và khiêu vũ qua những bài hát dân ca Việt Nam. Những người tham dự cũng được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các em học sinh trường tiếng Việt AVO biểu diễn, màn trình diễn võ thuật của nhóm võ thuật Nam Hồng Sơn của người Việt tại Đức và thưởng thức những món ẩm thực Việt do các gia đình phụ huynh chế biến.